Trung Thu hay còn gọi là Tết Đoàn Viên là nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam, bởi nó mang trong mình nguồn gốc cũng như ý nghĩa đầy thú vị. Nhưng có lẽ không phải ai trong chúng ta cũng biết rõ về sự tích huyền bí cũng như phong tục của Tết Trung Thu. Chỉ biết rằng vào ngày này trăng sẽ sáng và tròn nhất, mọi người sẽ quây quần bên mâm cỗ. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ngược dòng thời gian, quay về với dân gian. Chúng ta hãy cùng nhau lý giải phong tục ý nghĩa này nhé. Tết Trung Thu thường được diễn ra vào ngày rằm tháng 8, tức 15 tháng 8 âm lịch, đang giữa độ mùa thu, tiết trời mát mẻ và đẹp nhất trong năm. Ngày Tết này còn được gọi với cái tên rất là thú vị là Tết Trong Trăng, được nhiều trẻ em mong đợi. Vì dịp này thường được người lớn tặng quà, tổ chức rước đèn hay phát cổ cùng với nhiều hoạt động khác. Một, nguồn gốc Tết Trung Thu. Tết Trung Thu thường diễn ra theo âm lịch là ngày rằm tháng 8 hàng năm. Tục vui Tết Trung Thu đã có từ thời Đường Minh Hoàng bên Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ 8, năm 713 đến năm 755, về sau được lan rộng ra các nước láng giềng. Tại Việt Nam, sử sách không nói rõ dân ta bắt đầu tổ chức Tết Trung Thu từ bao giờ. Chỉ biết rằng mấy trăm năm trước, tổ tiên ta đã theo phong tục này. Ngay từ đầu tháng 8 âm lịch, các khu chợ đã trưng bày nhiều mặt hàng mang màu sắc Trung Thu như lồng đèn, bánh nướng, bánh dẻo. Người mua với người xem đông như hội. Ngoài các loại đồ chơi, đồ trang trí, bánh kẹo, còn trưng bày nhiều loại mặt nạ, đầu lưng sư tử. Ở Việt Nam, ngày Tết Trung Thu được ông Phan Kế Bính diễn tả trong Việt Nam Phong Tục. Ban ngày làm cỗ cúng gia tiên, tối đến bày cỗ thỉnh nguyệt. Đầu cỗ là bánh mặt trăng và dùng nhiều thứ bánh trái hoa quả, nhuộm các màu sắc sặc sỡ như xanh, đỏ, trắng, vàng. Con gái hàng phố thì thi nhau tài khéo, gọt đu đủ thành các thứ hoa nọ, hoa kia, nặng bột làm con tôm, còn cá coi cũng rất đẹp. Trung thu 2021, Trung thu mùa Covid. Chắc các con vẫn nhớ không khí náo nhiệt tưng bừng ngày hội trăng rằm ở trường tiểu học Lê Đức Thọ của những năm trước. Năm nay, do dịch Covid nên các thầy cô không thể tổ chức cho các con cùng chung vui như mọi khi. Nhưng các bạn chúng ta cũng có thể tự làm cho mình những chiếc lồng đèn xinh xinh, cùng online chúc nhau. Các thầy cô gửi clip này đến các con, thường chúc các con có một Tết Trung Thu thật vui vẻ, ấm áp, đầy tình yêu thương và mọi điều ước sẽ sớm thành hiện thực nhé. Thầy cô yêu các con nhiều. Trải qua hàng ngàn năm, con người luôn cho rằng có mối liên hệ giữa cuộc đời và vầng trăng. Trăng tròn và trăng khuyết, niềm vui và nỗi buồn, sự đoàn tụ, sum họp hay chia tay. Cũng từ đó, trăng tròn là biểu tượng của sum họp và Tết Trung Thu cũng được gọi là Tết Đoàn Viên. Trong ngày vui này, theo phong tục của người Việt, tất cả các thành viên trong gia đình đều mong muốn quây quần bên nhau, cùng làm cỗ cúng gia tiên. Khi đêm xuống, mặt đất ngập tràn ánh trăng vàng, xóm làng cùng nhau tụ họp uống nước chè xanh, ăn bánh, ngắm trăng và bày hoa quả, bánh kẹo cho trẻ em vui chơi, rước đèn, múa lân, trong trăng
và phá cổ. Trung thu mùa Covid, chẳng có bạn cùng chơi, cùng rước đèn phá cổ, chẳng vui hội trăng rằm như thường thường tổ chức. Trung thu mùa Covid, bé vẫn nhớ 5K, online cùng các bạn, buồn tí tẹo nhưng vui. Trung thu mùa hiện đại, vẫn sáng trong tiếng cười. Thầy chào tất cả các con học sinh thân yêu của trường tiểu học Lê Đức Thọ. Trung thu 2021, thầy thương chúc các con có một Tết Trung thu thật vui vẻ, ấm áp, đầy tình yêu thương và mọi điều ước sớm thành hiện thực nhé. Thầy yêu và tự hào về các con. Gương mất